Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin thể chế cộng sản có đảm bảo chỗ đứng cho nhân tài hay không. Chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng nhân tài do Bộ Nội vụ Việt Nam mới công bố được báo chí đăng tải cho rằng thể chế tốt mới đảm bảo chỗ đứng bền vững cho người tài. Giáo sư Nguyễn Đình Cống, nguyên chủ nhiệm khoa Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, một đảng viên đã từ bỏ đảng khi trả lời đài FA vào hôm 15 tháng 1 cho rằng thể chế tốt đảm bảo chỗ đứng bền vững cho người tài là một nhận định đúng. Tuy nhiên, ông nói tiếp, nhưng thể chế độc đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam không thể có chỗ đứng bền vững cho người tài chân chính vì rằng thể chế đó là độc quyền của đảng và đường lối cán bộ đã phạm phải những phản điều phản dân chủ, phản khoa học và phản tiến bộ. Đây là hình ảnh doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức là một nhân tài Việt Nam, ông đi tiên phong trong lĩnh vực viễn thông quốc tế. Vào năm 2009, ông bị nhà cầm quyền quy kết tội lật đổ chính quyền với bản án 16 năm tù. Nay đã bị giam giữ hơn 11 năm. Vừa qua, ông tuyệt thực gần 50 ngày trong tù và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Thể chế tốt phải có tự do, mà quan trọng nhất là tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và tự do lập hội. Thể chế của Việt Nam hiện nay hạn chế những tự do đó. Tiêu chuẩn của một số của Đảng Cộng sản Việt Nam là trung thành với Marx Lenin. Thế mà những người tài chân chính rất khó chấp nhận sự trung thành này. Họ không được tin cậy. Những người tài thường hay phát hiện ra những bất cập của lãnh đạo, của đường lối và họ phản biện. Thế nhưng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không thích việc đó nên đã quy kết cho người trí thức phản biện thuộc thế lực thù địch. Ngoài ra, chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng nhân tài do Bộ Nội vụ Việt Nam mới công bố cũng đề xuất các việc ban hành chính sách giải pháp cụ thể để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chính sách nhân tài, tạo cơ sở pháp lý cho việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng để thu hút và trọng dụng nhân tài tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Trả lời lời đài FA từ Mỹ tại Hà Nội vào hôm 15 tháng 1, thầy giáo Đỗ Việt Khoa cũng cho biết ý kiến của mình như sau. Từ rất lâu rồi, chính quyền có chương trình trọng dụng nhân tài, thu hút nhân tài, rồi thì vẽ ra chính sách nhưng trên thực tế không thực hiện được. Không phải do chủ trương mà chính là do quan chức ở các nơi lâu nay chiếm chỗ để cho người thân của họ vào, chứ họ không cần người tài. Đó là thực tế tất yếu ở Việt Nam khi mà cơ chế một đảng lãnh đạo đã khiến cho các lãnh đạo địa phương giống như ông vua một xứ vậy. Ví dụ như ông bí thư tỉnh Hà Giang hay ông Nguyễn Nhân Chiến bí thư tỉnh Bắc Ninh chẳng hạn. Chỉ trong từ 3 đến 6 tháng lên 3 chức vụ khác nhau, đó là bất thường. Đó là sự bất cập của chính quyền này nên người dân đúc kết một câu thành hậu duệ tiền tệ và quan hệ. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt 203 đại biểu tại đại diện cho hơn 6,5 triệu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ vào chiều ngày 30 tháng 7 năm 2020. Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã từng phát biểu nhấn mạnh về việc kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho trí thức. Khi gặp mặt 203 đại biểu đại diện cho hơn 6,5 triệu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ v.v. vào buổi chiều ngày 30 tháng 7 năm 2020. Ông Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hiện nay đất nước đã thống nhất, hòa bình, nên các nhà khoa học, trí thức có điều kiện thuận lợi để sáng tạo, nghiên cứu, góp phần làm cho Việt Nam luôn tăng thăng hạng trong bảng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu những năm gần đây. Khẳng định của ông Nguyễn Xuân Phúc cũng không phải là không có cơ sở. Ông đưa ra dẫn chứng, trong đại dịch COVID-19, các nhà khoa học đã kịp thời nghiên cứu thành công kit xét nghiệm, sáng tạo ra phần mềm khai báo y tế, truy vết người nhiễm v.v. Những đóng góp này góp phần đưa Việt Nam thành một trong những nước đầu tiên thành công trong chống chọi với đại dịch. Tuy nhiên, theo thầy giáo Đỗ Việt Khoa, người tài ở Việt Nam có rất là nhiều, nhưng đa số thành công thì họ lại ra nước ngoài hoặc họ làm cho các công ty tư nhân, chứ họ không làm cho công ty nhà nước. Ông giải thích thêm nguyên nhân như sau. Lý do là vì đồng lương của nhà nước, sự đãi ngộ của nhà nước không tương xứng, cũng như sự chèn ép của các quan chức họ bất cần. Ví dụ, ở cơ quan cũ của tôi là trường phổ thông trung học Tân Tảo, một tay hiệu trưởng thôi, mỗi lần hắn đi đâu là hắn kéo cả họ lắp vào các vị trí hắn không cần người tài mà cần người xu nịnh, rốt cũng được, càng khuất phục thì càng được trọng dụng. Tôi chắc chắn nhiều địa phương khác cũng có tình trạng như vậy. Và người tài cứ tìm con đường nào đấy để làm việc cho nước ngoài, bảo nhau không về nước, kể cả các thí sinh vô địch giải Olympia chẳng hạn, đều tìm cách làm việc cho nước ngoài,
Đó là một thực tế. Đây là hình ảnh cuộc thi nổi tiếng Đường lên đỉnh Olympia có 19 quán quân đều du học ở Úc, 17 người thì ở lại làm việc và nhập quốc tịch nước Úc. Hai người trở về Việt Nam được vài năm thì một người lại quay trở lại Úc để định cư. Người còn lại thì đi qua Canada định cư. Hiện tại ở Việt Nam không có ai đang ở đây. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương khi trả lời Đài Á Châu Tự Do cũng cho rằng nguyên nhân các học sinh giỏi của Việt Nam khi đi học ở nước ngoài thì tỷ lệ quay trở về Việt Nam là rất thấp. Là do tiền lương cho người trí thức đã quá thấp. Cũng theo ông, cũng có một số người sẵn sàng chấp nhận tiền lương thấp, nhưng lý do thứ hai có thể nghiêm trọng hơn, đó là tại Việt Nam họ khó có khả năng phát triển kiến thức và tài năng của họ. Có những trường hợp, những người giáo sư, tiến sĩ về nước không được phân công, không được tận dụng, không được phát huy năng lực, vân vân. Ngoài ra, tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng điều kiện vật chất cũng như điều kiện nghiên cứu tại Việt Nam cũng chưa đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu của các nhà khoa học. Phòng thí nghiệm thì chưa được trang bị đầy đủ đáp ứng nhu cầu, khả năng đi dự hội thảo ở nước ngoài, tiếp xúc với các hội nghị quốc tế cũng còn nhiều mặt hạn chế, vân vân. Phó giáo sư, tiến sĩ Mạc Văn Trang, người đã có hơn 30 năm làm công tác trong ngành giáo dục, khi trả lời đài FA tại Mỹ hôm 13 tháng 6 từng nói như sau. Bao nhiêu người tài nhưng không phải là đảng viên, yêu nước nhưng không yêu đảng là bị loại ngay. Tôi nghĩ người tài xuất hiện trong nền giáo dục, trong quá trình hoạt động thực tiễn và đặc biệt người tài là người tự học và tự tưởng trưởng thành. Cho nên chẳng cần phải mở trường lớp để mà đào tạo người tài mà quan trọng hơn là công bố một tiêu chuẩn, một chức danh sau đó thì thi tuyển. Bất kể người ấy là đảng viên hay không đảng viên, bất kể người ấy ở vùng miền nào, như vậy sẽ có người tài mà thôi. Đây là hình ảnh vào tháng 5 năm 2017, chuẩn tướng Lương Xuân Việt sinh năm 1965 được thăng cấp thiếu tướng quân đội Hoa Kỳ. Ông là vị tướng người Mỹ gốc Việt có quân hàm cao nhất trong quân đội Hoa Kỳ với hàm chuẩn tướng từ tháng 8 năm 2014. Theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, nhà nước Việt Nam nếu không thay đổi đường lối cán bộ, không cải cách thể chế bằng cách bỏ hình thức độc quyền đảng trị thì không thể nào tìm được người tài giỏi thực sự để làm lãnh đạo và quản trị đất nước. Không thể đảm bảo chỗ đứng bền vững cho người tài. Cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường ông Đặng Hùng Võ đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng kể từ năm 2013, sau khi nghe khuyến cáo từ Ngân hàng Thế giới, chính phủ Việt Nam đã có nhận thức về việc phải thay đổi thể chế và mô hình tăng trưởng dựa vào nhân lực chất lượng cao và công nghệ, thay vì chỉ dựa vào vốn đầu tư công và tài nguyên. Giờ đây, Bộ Nội vụ cụ thể hóa một chủ trương đã có là biểu hiện tốt, ông Võ nhận xét như sau. Ý tưởng sử dụng nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam đã có từ rất lâu rồi. Thế nhưng thực hiện thì chưa ổn lắm, chưa trúng lắm. Bây giờ, Bộ Nội vụ nhắc lại, nhấn mạnh lại chủ trương lấy nguồn nhân lực chất lượng cao, lấy nhân tài làm động lực để tăng trưởng thì đúng hướng là lối đi giống như các nước khác đã thành công, ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore. Mặc dù vậy, ông Võ cũng cho rằng việc thu hút nhân tài bây giờ còn khó hơn so với khoảng 10-15 năm về trước, vì nạn chạy chức chạy quyền hiện nay ngày càng trầm trọng, tạo thành xu hướng đi đến thể chế thân hữu, thậm chí có những trường hợp cán bộ có khuyết điểm còn được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn, dẫn đến tâm lý tiêu cực, nghi ngại ở phía nhân dân. Ông minh họa như sau. Có cái câu mà những lãnh đạo cấp cao của Việt Nam từng nhắc tới như sau. Thứ nhất là quan hệ, thứ nhì là tiền tệ, thứ ba là hậu duệ và thứ tư đến trí tuệ. Có nghĩa là người tài có trí tuệ để được cất nhắc thì xếp ở hàng thứ tư. Đây chính là điểm khó khăn hơn cả mà cần phải vượt qua. Nói cách khác, phải tuyệt đối chống lại được tham nhũng, chống được cách thức thân hữu, chống được con ông nọ, bà kia, vân vân. Thì lúc đó chúng ta mới chọn được người nhân tài thực sự. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, khi trả lời đài FA vào hôm 4 tháng 1 từ Hà Nội cũng nói như sau. Tôi rất là băn khoăn về khái niệm tù mù. Thế nào là nhân tài? Rất đáng tiếc là những người cầm cân nảy mực trong chế độ này có khi họ cũng chẳng hiểu thế nào là nhân tài. Nhưng họ phải dùng những mỹ từ như vậy và thường thì họ gắn với bằng cấp, nào là giáo sư, tiến sĩ, vân vân. Đây là hình ảnh ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk vẫn tái cử với hơn 100% phiếu bầu, mặc dù bị tố cáo tới 70% nội dung luận án tiến sĩ là sao chép copy của người khác. Cách đây hơn 10 năm, tôi từng viết bài đăng trên các báo nhà nước là công tác, công chức không bao giờ cần giáo sư, tiến sĩ cả.
vì những người có chức danh như vậy họ phải hoạt động ở trong đại học hay viện nghiên cứu. Còn trong lĩnh vực nhà nước tuyệt nhiên không cần những người như vậy, vì càng nhiều người như vậy càng chết. Từ nhiều năm qua, chính quyền của Việt Nam cũng luôn theo đuổi mục tiêu về việc thu hút nhân tài giúp xây dựng đất nước. Tuy nhiên, dù nói ra có nhiều quyết định nghị quyết được cho là trải thảm đỏ thu hút nhân tài, nhưng những khó khăn gặp phải khi thực hiện mục tiêu này có vẻ như rất khó vượt qua được, khi hầu như năm nào cũng hô hào cũng được lặp lại. Trả lời đài FA vào hôm 4 tháng 1 năm 2021 từ Sài Gòn, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, người có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy đại học, hiện là đặng giảng viên Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định như sau. Vấn đề không phải là tỷ lệ là chuyện sau đó, chuyện trước nhất không hiểu họ định nghĩa thế nào là nhân tài. Chẳng hạn, nhân tài là có bằng cấp nào là nhân tài? Mà nếu định nghĩa nhân tài là có bằng cấp thì chỉ Việt Nam định nghĩa như vậy, vấn đề này định nghĩa rất khó khăn. Điểm thứ hai, không phải là đưa vô bao nhiêu kinh nghiệm cho thấy người ta nói trải thảm đón nhân tài, nhưng cuối cùng điều kiện nào cho người tài năng có thể làm được việc đó. Cái đó quan trọng hơn rất nhiều việc đưa người ta vào, chứ đưa vào mà làm không được việc hay tài năng nhưng phải ngu bớt đi để thích hợp được với bộ máy. Những chuyện đó lớn hơn rất nhiều so với lời tuyên bố bao nhiêu phần trăm cái đó vô nghĩa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021 với bản tin Thể chế Cộng sản có đảm bảo chỗ đứng cho nhân tài hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.